chết. Tụng chết. Đó. Chết cấm. Rồi. Chết. Chết. Hưng bị trúng nữa anh em, trúng. Gớt. Rồi, chưa tới gần biển, không qua gần biển. Chạy đi, chạy đi, chạy từ bình thường nữa. Lượm. Lượm chưa, chết chưa? Lượm nha anh em. Chạy thử đi, đừng có đá, đừng có thấy sốt nữa đi. Tới chút nữa. Tới nữa. Chết. Chạy đâu con sâu? Trời ơi, Khanh đây là hai con luôn em ơi. Đây, sao đứng đây? Không nhìn tử thi. Vô ngang không á. Đó đó, cũng ngay vô gấp luôn đó. Sao dễ gớt vậy ta? Sao coi sao tư bóng hoài nó không gớt. Đây, ngay vị trí cũ. Ở coi con nãy luôn ba, coi chừng hai con anh em ruột hay sao mà trúng con chỗ rồi nè. Bốc. Đấy, máu không máu rồi, đi ra đi. Ra ngoài đi. Lụm đã nó lụm rồi mà chạy đâu. Ôi sao bắn hai con có một chỗ vậy? Chân vàng nha. Ôi ức chia hai muối luôn. Dạch đít rồi, kìa kìa. Kiếm gì vô kiếm cá hả? Không dạch đít, nó mọc luôn. Máu nữa. Lết rồi đây. Lết rồi về tới nhà luôn, hết máu rồi tới nhà luôn á. Đó, đó, vô đó đó. Trúng. Trời ơi trời, kìa cái lông lưng kìa, cái lông lưng kìa. Hoài vậy? Trời ơi trời, viên đạn nó không lọt nách nổi ta. Chết cha ơi. Đâu. Bắn con khác bên đó. Trời ơi trời. Túng cái chắc. Trời ơi trời. Trời ơi. Con thứ hai rồi. Nó lên bờ luôn tao ơi. Dễ dỗ rồi nha. Chậm quá nó bay á. Đâu rồi? Đây nè. Đó. Chết. Trời ơi, mình cũng trúng nha Khanh. Từ, mồi đi, tỉnh á. Trời ơi trời, nó mập cái đầu rồi. Chết con khỉ khô. Lụm. Đầu đi, bắn đầu đi. Bắn đầu đi, nó qua bển luôn bây giờ. Hết thấy rồi. Trời ơi, con cò gì giết lên bờ đứng luôn trời. Chết, xong rồi. Tới đâu rồi em ơi, đây bắn ba con cò. Đua xe không luôn. Trời ơi. Thành hai con bệnh con nha. Ơi cò ghét lên mấy đây đứng luôn. Ơi con cò này bắn chắc cả 2 mét đó Thành. Tới công chuyện luôn anh em ơi. Thôi rồi. Này bắn cảm giác nha anh em chứ không có ngắm được nha. Thì ngắm thì cũng gắn quơ cái ná thôi chứ không có nhắm một mắt bắn được. Nhắm một mắt bắn đạn lệch chứ lắm. Gì cơ anh? Đâu rồi, không thấy gì cơ nè. Cái đầu đó đó. Đó, trúng rồi đó. Ê, rớt lại rồi. Ôi. Ồ, lấy cái lưỡi cầu ra đi.
Để tôi xuống tôi đụng luôn cho. Lấy ra đi. Tôi. Đâu rồi? Đó. Cái này không có gì bằng kia rồi ba. Ôi. Lên đây. Ê, con này bự rồi nha, quằn dữ. Ê, con này bự hơn mấy con kia á. Bự chán hả? Ôi trời ơi, cái đọt này câu móc cái lưỡi câu ghê quá. Trời ơi, nó nặng anh em, con này mần ghê rồi, chắc có 4 gram. Ơ, cái đít nè. Đó, kiểm tra đít. Công việc đầu tiên. Công việc đầu tiên khi bắn cò xong rồi kiểm tra luôn đít. Dứt, dứt. Dứt nha anh em. Trời ơi. Xe đang chạy và cò đang bay. Rớt lâu một nồi luôn kìa. Nó đâu? Để giờ đừng nhanh quá, đừng chậm quá được rồi. Nhanh chút đi. Chết. Hợp lý không bộ? Yeah, yeah. Yeah, yeah, không sao, chết rồi, đừng quăng nữa. Chết rồi. Thấy đạn tượt mua luôn đi luôn á. Máu tôm luôn nè. Sao những cái chết giống ngày hôm qua nữa vậy ta? Trời ơi, có con chiêu đó mà, chơi có con chiêu đó đó ba. Đạn vô, đây à, đạn tượt đây đi luôn mà, đạn có xin nó qua luôn. Ê! Chính chung nè, bên. Đi thôi mà, đỡ mà. Nè, kinh tấn đi. Lỡ mà. Khó quá. Coi nha anh em. Nè, tôi chạy về bắn. Vậy nó cái ngoại đậu đây nhé. Không làm gì đâu, không ăn được đâu. Tôi thấy là bạn bắn không được rồi, tôi chạy qua cái cây này tôi cắt no lại liền. Nó vừa tới đây nó vướng cái bích chịch rồi, tôi nói rồi chết bà rồi, xong rồi. Tôi thấy rồi. Rồi ướt ngá luôn anh em ơi. Tới không chuyện thì chứ quá đã. Ê, có con trọ bầu người ta ngay đây không vậy ta? Ai biết gì không? Ngang đây gục, viên đạn nãy qua luôn, qua cái tẹt của anh kia viên luôn. Viên đạn đập đó, đề phô đi chứ viên đạn có vô đâu. Viên đạn qua luôn. Rồi, đi, vô luôn. Rồi, thôi, tiếp tục nha anh em. Trời ơi. Nó lủi rồi, nhưng mà chắc để cao thấy đó. Ở trong đó con cua đất đó. Cua đất ở dưới đường đi á nha. Lủi vô. Rồi đó nha. Chết. Thấy chưa, nãy tôi thấy nó núp rồi. Con cò gì không biết, bắt con này cái đã. Trời ơi con quỷ. Không cần nói nhiều. Trời ơi cò nhóc hết trơn luôn. Trời ơi nhóc, tôi thấy nó đứng rồi. Cò hàng ha luôn. Lại đuôi xe nữa nha anh em. Tôi thấy nó. Mình thấy nó. Mình thấy mình thấy nó đứng mà mình gần cái nó lủi vô mất tiêu. Rồi đạn vô đâu. Vô nè. Để tháo nó nóng xuống. Ê, rồi. Trời ơi. Ê, cô qua kìa, đúng không cô? Mẹ. Lụm. Sao vô chỗ này không ta? Nè. Hả? Vô chỗ này mới gục, cái vô chỗ khác nó đi luôn rồi. Còn nữa anh em ơi. Quá, nãy mình thấy nó đây, lưỡi vô đây núp ngay góc lụm. Đây, coi thứ hai anh em, nay đua xe hai con nữa rồi nha anh em ơi. Yeah. Quá tề. Trời cắn mày. Đã quá anh em ơi. Thấy hay cho hai anh em mình một like và một đăng ký kênh nha anh em. Vô, để anh em mình ra những clip bắn cò cuối mùa nữa nha. Đây, hai anh em mình đi nha. Go. Anh em.
trúng anh em. Ơi rồi ơi. Thử nè, thử, thử, chuẩn bị nè. Chuẩn bị. Trúng nữa anh em, trúng, trúng. Trời ơi, con cò. Tới một chuyện chứ. Chết. Chết. Trời ơi. Được mấy con lông. Xíu nó tới số rồi. Gớm. Gớt, gớt đi Khanh. Có đường qua không, có đường qua không? Kiếm đường qua nhanh lên gớt rồi. Nhìn kiếm có đường qua rồi. Chết mẹ rồi, trời ơi, cò bay. Tại đây coi cậu nè. Tại thấy tợ nó lủi là tiêu luôn á anh em. Vãi. Đẳng cấp quá anh em ơi, phá rùa. Phá rùa thần thánh. Đâu rồi? Bà rồi. Kìa, nó đứng kìa. Ủa nó chết luôn rồi. Ủa nó còn đứng. Chạy. Đừng có chạy nữa mà. Trời ơi, chạy đi đâu. Gãy cá đây nè. Quá bự luôn. Ôi. Để mình ra mình gặp Khanh nha. Đã quá anh em ơi. Phẫu thuật, dụng cái thú đi. Lụm đâu vậy? Dụng cái thú đi. Lụm đâu vậy? Mới lụm đằng kia kìa. Trời ơi trời. Ủa sao chúng đây? Chúng đâu mới bắn. Đó. Gãy cánh nè. Gãy lìa luôn. Ê, mày hư má. Có thằng nào ngồi đó không ta? Nãy thằng nào bắn xuôi xuôi, tao không bắn gớt á bà. Thằng nào ngồi đó không bắn xuôi xuôi. Thằng nào cầm bê xuôi xuôi chổng. Tôi hụn cò bay nó bắn gớt đâu bà. Hơi bị không có gần đâu nha anh em. Ta trả thằng ta đi ba. Ôi. Ai bắn xuống rồi tao. Ra lấy con cò nè. Ôi trời ơi. Quá đã nè em ơi. Này mình với Khanh đi dưới cò mương. Rồi go anh em ơi, về quá anh em ơi. Cái cầu này sao đi qua thấy ngon quá vậy? Ơi nó bay kìa, nó bay. Gớt. Lắm.
Làm sao bay nổi, con này làm sao bay nổi. Gớt. Trời 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 trời.